Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Lồng Đẹp. Trong bài tập hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một hiệu ứng xem tin nhắn chỉ dùng đến HTML và CSS. Trong bài tập này có đề cập đến một kiến thức mới của CSS, đó là click tags. Bạn có thể ứng dụng nó vào hoàn cảnh như là bạn muốn tạo ra một thư để có ai đó khi click vào sẽ xem được lời nhắn của bạn muốn gửi. Cùng nhìn sơ lược qua những gì nó có thể mang lại với CSS nhé. Ở đây hiện tại mình đang có một hộp thư màu đỏ, một tờ giấy màu trắng và một cái bóng. Khi mình rê chuột vào hộp thư thì tin nhắn sẽ được trồi lên. Vậy khi mình click vào nó, tờ giấy sẽ được bung ra và show hết tin nhắn của mình ở trên này. Vậy bây giờ nếu mình muốn đóng lại thì sao? Mình nhấn vào close, tin nhắn đã được đóng. Ngoài ra nếu bạn chú ý hơn thì khi mình mở tin nhắn ra thì hiệu ứng hiện tin nhắn lên cũng được cách nhau tầm 0.2 giây. Cái này hiện trước 0.2 giây, cái này hiện sau 0.2 giây và lần lượt như vậy. Nó sẽ tạo ra một độ trễ nhất định. Nếu bạn thấy video này hay cho mình xin một follow nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và giờ chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên mình sẽ tạo ra hai file, đó là index.html và file thứ hai đương nhiên sẽ là style.css. Ở index.html mình sẽ format theo HTML5. Mình sẽ tiến hành nhúng link CSS vào. Trong body này mình sẽ khai báo một class tên là messenger. Trong messenger sẽ có một class tên là box để làm hộp tin nhắn. Và đương nhiên rồi, đã có hộp sẽ có tờ giấy chứa tin nhắn đúng không? Tờ giấy chứa tin nhắn sẽ được đặt tên là content. Và trong content chính là tin nhắn. Mình qua CSS mình khai báo body với overflow sẽ bằng hidden. Mình cho body một background color hơi màu xanh xám. Đây chính là nó. Tiếp tục đối với box thì sao? Box này mình sẽ cho nó một cái position là absolute để chỉnh sửa vị trí cho nó. Mình muốn nó cách stop bằng 80%, cách left bằng 50%. Nó đang ở đây nè mọi người. Mình dùng transform, translate để căng lại một xíu, để nó vào giữa màn hình hơn. Tiếp tục mình cho nó một cái width bằng 100 pixel. Ok. Giờ trong box này mình sẽ khai báo hai cái, đó là một cái before và một cái after. Dành cho những bạn không biết đó, thì before và after là hai cái element có thể tự sinh ra bằng CSS mà không cần dùng đến HTML. Đầu tiên mình sẽ khai báo đó là before. Mình cho một position là bằng absolute để phụ thuộc vào thằng mẹ. Mình cho nó một cái background color để mình dễ nhìn trước. Và đương nhiên rồi, muốn nhìn được thì đầu tiên mình sẽ cho nó một cái width là bằng 100 pixel, một cái height bằng 100 pixel và một cái content bằng rộng. Nó sẽ được hiện. Đây chính là nó. Tiếp tục mình cho nó cách bottom bằng 0, cách left bằng 0. Bây giờ sẽ đến việc quan trọng. Mình không muốn nó làm ra một hình này, mình muốn nó tạo ra một hình giống như cái hộp thư đó thì sao? Mình dùng fence để mô tả nha. Đây chính là nó, hình vuông này chính là nó hiện tại. Trong mặt phẳng tọa độ OXY á, thì đây, điểm mũi nhọn trên này cùng này nè, sẽ là 0 và 0. X theo chiều ngang và Y theo chiều dọc. Bây giờ mình không muốn tạo ra hình vuông như thế này, mình muốn sửa hình vuông thành một hình khác như sau. Đây, hình mình muốn tạo sẽ có hình dáng như thế này. Đây chính là nó, mình sẽ xóa những điểm mà mình không muốn vẽ đi. Đó, từ một hình vuông mình muốn nó biến thành hình giống như một ngôi nhà như thế này. Nhiều bạn nếu không biết dùng ClipPath á, các bạn phải tạo ra một hình vuông, sau đó tạo một hình tam giác, sau đó lại ghép nó vào đúng không? Nhưng thực ra ClipPath á, nó có thể xử lý được chuyện này cho mình luôn. Đây, nguyên tắc sử dụng ClipPath là sao? Mình sẽ liệt kê lần lượt các tọa độ điểm mà mình muốn vẽ vào, sau đó nó sẽ tự nối. Đây, mình sẽ khai báo như sau: ClipPath. Sau đó mình dùng Polygon. Trong Polygon sẽ là lần lượt các điểm mà mình muốn vẽ. Vậy bây giờ điểm đầu tiên mình muốn vẽ ở đâu? Mình muốn vẽ ở đây. Trong mặt phẳng tọa độ OXY thì nó cách x bao nhiêu? Nó cách x 0. Đây này mọi người, XY là từ đây, tọa độ x này, từ đây đến đây là 100 đúng không? Nó đang nằm ở điểm bắt đầu thì nó là 0. Nhưng đối với y á, thì nó gần bằng 1%, một nửa của 100% rồi này. Cái này từ đây đến đây là 100 đúng không? Thì đến đây là 50 này, thì đây là tầm 40 đúng không? Vậy nó cách x là 0 và cách y là 40%. Mình liệt kê vô điểm đầu tiên. 0 và 40% là của y. Phẩy một phát. Điểm thứ hai mình muốn phẩy ở đâu? Mình muốn phẩy điểm này. Bây giờ nó cách x được một nửa đường rồi nè, thì nó cách x 50 đúng không? Từ đây đây là 100 thì một nửa đường chính là 50. Nhưng y thì sao? Y nó vẫn đang nằm ngang đây nè. Thì y là 0. Vậy mình có như sau. Nó cách x 50%. Và cách y 0.
tiếp tục. Điểm thứ ba mình muốn vẽ ra đây. Bây giờ nó cách x bao nhiêu? X từ đây đến đây là 100 đúng không? Đối chiếu xuống thì có phải x đang được 100% rồi, và y cũng đang gần được một nửa đường, vậy y là 40%. Vậy ghi vào đây, phải x là bằng 100% và y là bằng 40%. Tiếp tục, điểm này. Điểm này cách x này là 100% và cách y cũng bằng 100%. Vậy nó là 100%, 100%. Mình cứ nối lại thôi. Sau đó, điểm cuối cùng ở đây. Nó cách x lại về 0. Đây là 100 này, còn điểm bắt đầu bên này sẽ là 1 là 0 này. Còn cách y thì sao? Cách y được 100%. Vì của chúng ta là liệt kê lần lượt các điểm vào và clip path nó sẽ tự nối thành một hình cho bọn mình. Vậy đây bây giờ đây nó cách x là 0, cách y là 100%. Mình lưu lại. Và đây là kết quả. Ok nha. Tiếp tục mình sẽ tạo ra một cái bóng. Mình có box after để làm bóng. Mình cũng có position là bằng absolute. Mình cũng có cái width là 100 pixel. Nhưng background mình muốn bóng thì phải có màu đen đúng không? Thì mình dùng màu đen. Nó cũng phải có content để thực hiện. Và cuối cùng là một cái hair. Bây giờ cái hair này mình muốn cái bóng từ nhỏ thôi, tầm 10 pixel. Chính là nó đây. Nhưng bây giờ mình muốn nó cách bottom á, tầm 30 pixel thì sao? Lui về bottom 30 pixel thì ghi số âm. Ok. Tiếp tục mình cho nó một opacity để làm mờ 0.4. Và một filter blur để làm nhòe đi cho giống bóng hơn, tầm 10 pixel. Đó, nó đang mờ mờ đây mọi người. Ok chưa? Vậy còn cái tin nhắn của mình hồi nãy đâu? Mình làm việc với cái tin nhắn nó luôn. Nó là content đúng không? Content như sau. Mình cho nó một cái position cũng là bằng absolute để chỉnh sửa vị trí. Mình sẽ cho nó một cái background color, cái màu hơi trắng cho giống tờ giấy. Đó, đây chính là nó. Bây giờ mình sẽ cho nó một cái width bằng 100%, sorry mọi người, 80% thôi, để nó nằm được bên trong. Đó, tiếp tục mình cho cách left bằng 50%, cách bottom bằng 0. Mình cho nó một cái transform translate bằng âm 50% để vô giữa. Sau đó mình cho nó phẩy âm 10 pixel để lên trên một xíu. Đó. Tiếp tục mình cho nó một cái hair bằng 80 pixel cho nó dài ra. Đây chính là nó. Ok. Bây giờ mình sẽ đi qua index.html, mình sẽ khai báo một cái label. Form mình để nguyên và mình để nguyên như vậy thôi. Làm gì? Để làm phần mặt trước của cái hộp tin nhắn á. Đây qua label. À, bên label này mình sẽ khai báo cho nó một cái class nha. Class tên là DesignBot. Đây mình viết bên này. Chấm DesignBot như sau. Mình cho nó một cái position cũng là absolute. Đây một cái position là absolute. Nó cách bottom bằng 0. Nó cách left bằng 0. Tiếp tục nó sẽ cách, nó sẽ có một cái width sẽ bằng 100% và một cái hair bằng 60 pixel và mình cho nó một cái background color. Đây chính là nó. Và đương nhiên rồi, mình cho nó một cái display bằng block. Bây giờ nhiệm vụ của mình nữa, mình sẽ không muốn nó làm một cái hình như thế này. Mình sẽ muốn tạo cho nó một cái hình dáng như sau. Từ từ để mình suy nghĩ ra mình nên tạo hình dáng như thế nào. Đây, ok. Đây, mình về lại đây. Bây giờ mình muốn tạo hình dáng như thế này. Đó, như thế này. Đương nhiên là phần ngoài là phần mình xoáy rồi, mình không cần nữa. Đó, mình muốn tạo hình dáng như thế này thì sao? Đó, cũng dựa vào những công thức khi nãy nghe chưa? Oh, sorry, không phải nghe chưa nghe nữa. Cũng dựa vào công thức khi nãy nha mọi người. À, nhưng mà bây giờ này, cái tọa độ 100% của nó phải đang nằm ở đây nha. Nó phải đi theo. Đó, như thế này. Ừ. Khi mình copy thì mình sẽ bị copy quá rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ copy nhẹ nhàng thôi. Đây, như thế này. 100% nó đang ở đây. Đó. Vậy bây giờ điểm đầu tiên của nó là gì? Không không. Mình lại dùng click start như thế này. Không không. Và điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai mình muốn dúng vào đây. Thì nó cách đâu? Nó cách đây này, nó cách ít tầm 50%. Còn cách y á, mình sẽ cho nó sơ sơ thôi, tầm 35%. Thì nó sẽ là 50% của x và 35% của y. Tiếp tục qua đây. Điểm này thì sao? Điểm này nó sẽ cách x là 100% và cách y bằng 0.
tiếp tục điểm này thì nó sẽ là cách x 100% và cách y 100%. Và cuối cùng điểm còn lại chính là 100%, 0 và 100%. Đó, mọi người thấy không? Nó đang tạo ra được hiệu ứng này nè. Đấy, mình chỉ cần liệt kê lần lượt các vị trí điểm của nó thôi. Đó, như thế này. Trong tọa độ x, y thì thôi. Đó. Sẽ tạo ra được hình như thế này rồi đúng không? Nó đã gần tạo ra được hình dáng mà mình mong muốn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái DJ box này này. Mình tạo ra một cái actor nữa. Mình sẽ copy những cái mà lại giống nhau rồi nha. Position bằng absolute vẫn giống. Sau đó, max bottom cũng giống luôn. Cách left bằng 0. Cách width bằng 100%. Hair bây giờ mình sẽ cho nó tầm 65%. Đương nhiên rồi, bây giờ mình sẽ cho nó một cái background color màu sẽ đậm hơn một xíu để tách biệt ra. Và một cái content để hiện lên. Đó, chính là nó ở đây. Và bây giờ mình sẽ đi xây dựng cái clip path cho nó. Bây giờ mục tiêu clip path của mình á, mình sẽ tạo điểm này nè. Yes, đây. Cần shift yes, yes, ok. Thôi mình sẽ xóa này đi, mình sẽ vẽ lại. Có phải đây là hình ban đầu của nó không? Mình muốn tạo ra hình tam giác thì sao? Đây, đây chính là hình tam giác. Và đây là những điểm mà mình sẽ bỏ. Áp dụng như cách hồi nãy giờ bọn mình vẫn làm thôi. Được chưa? Đầu tiên mình sẽ vẽ điểm này. Điểm này có tọa độ x là 0 và y là 100%. Khai báo clip path polygon 0 và 100%. Điểm thứ hai nó nằm ở đây. X nó bằng 50% và y bằng 0. 50% và 0. Và cuối cùng nằm ở đây. Cách x 100% và y cũng bằng 100%. Đó, nó tạo ra được một hình rất giống cái tin nhắn rồi đúng không? Và cái phần hộp tin nhắn của mình coi như xong. Bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Nhiệm vụ của mình là làm sao á, là để khi click này nè, click vào đây thì cái hộp tin nhắn này được show lên. Vậy trước khi làm nó, mình sẽ làm luôn cái việc đó là khi mình hover vào đây thì hộp tin nhắn sẽ được giật lên một xíu nha. Bằng cách nào? Khi boss được hover vào. Hover vào thì sao? Thì cái content này nè, nó sẽ có transform Chainsley. Ban đầu mặc định của nó là âm 50% rồi đúng không? Đó, âm 50%. Bây giờ nó muốn giật lên thêm một đoạn nữa thì sao? Thì mình cho âm 30% lên phía top. Thử liền. Đó, mọi người thấy không? Nhưng nó đang bị giật. Tại sao mình chưa có Chainsition để tạo ra độ chậm trễ của thời gian cho nó? Đây, mình chấm một cái Chainsition bằng 0.5 giây. Vậy khi này, tất cả các hiệu ứng của nó sẽ chạy trong vòng 0.5 giây. Đó, mọi người thấy không? 0.5 giây. Tiếp tục. Về lại index.html, mình sẽ khai báo một input có type là checkbox, có ID là messenger. Và bây giờ cái label này nè, nó sẽ được chọn đến cái for là messenger luôn. Mọi người có một quy định như thế này nè, khi mà label á, nó bằng messenger á, label for chọn đến cái ID nào đó, thì khi mình ấn vào label á, cũng sẽ đồng nghĩa với việc mình ấn vào cái nút checkbox đó. Được không nè? Bây giờ mình sẽ xóa cái content này để xem được nó hiện hay không. Mình vẫn không thấy được, tại vì cái nút checkbox này của mình á, nó đang nằm ở sau màn hình rồi. Mình sẽ đi chỉnh nó để cho mọi người dễ thấy nha. Ví dụ đây, input này mình sẽ cho nó một cái position là bằng absolute, nó cách left sẽ bằng âm 10 pixel đi. Đây, mọi người thấy nó không? Bây giờ mình nói lại nè, khi mình click vào label á, mà label đó đang được for cho đến ID nào á, thì sẽ có đồng nghĩa với việc là mình đang click vào cái input có ID đó luôn. Vậy có nghĩa là bây giờ khi mình ấn vào hộp tin nhắn này nè, cũng đồng nghĩa với việc mình click vào nút checkbox đúng không? Click thử nha. Đó, checkbox tự ăn nè. Theo mọi người. Và mình dựa vào nguyên lý này nè, mình sẽ có một cái điều kiện như sau. Nếu cái checkbox này nè đã được check rồi á, thì hộp tin nhắn sẽ hiện lên. Còn nếu checkbox này nè chưa được check á, thì hộp tin nhắn sẽ ẩn đi về lại trạng thái ban đầu. Ok chưa? Đây, tin nhắn checkbox này được ấn rồi thì sao? Thì tin nhắn hiện lên. Vậy câu điều kiện là như thế này. If input này nè mà đã được check rồi thì sao? Thì nó sẽ tự chọn đến cái content này nè, nó sẽ thay đổi giá trị của cái content này như sau. Đầu tiên mình sẽ cho nó width đi, nó sẽ cho cái bottom đi, nó sẽ được chồi lên bên trên 150 pixel. Tiếp tục nó sẽ có width bằng
250 pixel. Đây mình thử lại nha. Nó đang nói lại, sorry mọi người. Ấn vào. Đó mọi người thấy không? Cái này được check, nó sẽ tự hiện lên như thế này. Đó. Đó, tiếp tục mình lại thêm một vài thuộc tính nữa nha. Mình cho nó một cái hair là bằng 400 pixel. Tiếp tục, mình cho nó margin là bằng 0. Cho nó thickness bằng 50%. Và đương nhiên rồi, transform của nó. Translate bằng âm 50% để căn giữa. Thử lại liền. Click vào. Hiện lên. Tiếp lần nữa, ẩn đi. Hiện lên. Ẩn. Ok nha. Bây giờ mình sẽ đi đến với phần content bên trong của nó. Đương nhiên không phải là số 1 rồi. Nó sẽ có một tấm hình như sau. Một tấm hình đại diện chấm .png. Đó. Tiếp tục một class tên là title để chứa nội dung, chứa thông tin tên là lùng đét. Và đương nhiên rồi nó sẽ có một description để chứa thông tin tin nhắn của mình, đúng không? Đó, như thế này. Bên trong mình sẽ ghi vài chữ nha. Chẳng hạn như là thời gian tới mình sẽ cố gắng làm tốt hơn. Thời gian tới mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ. Cảm ơn. Cảm giống hỏi hay giống ngã trời. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình. Đó, như thế này. Tiếp tục ngoài ra nó còn sẽ có một cái label nữa. Và label này đương nhiên nó còn sẽ chọn tới Messenger rồi. Và nó sẽ ghi là Claw. Để là để khi mình ấn vào á thì mình sẽ đóng được nó. Ok nha. Bây giờ mình sẽ qua CSS mình khai báo cho nó như sau. Để thuận tiện hơn á thì mình sẽ đặt mặc định nó đã được check rồi nha. Cho mình dễ nhìn. Đó, nó đang ở đây nha. Cái nữa mình sẽ bỏ thôi. Bên trong content nó sẽ có một cái email. Cái title trước đi. Mình sẽ cho nó một cái width bằng 100%. Touch text align bằng center. Đó, ok. Mình cho nó một cái font green bằng 700. Và một cái font size bằng x lao lớn. Bây giờ mình không muốn dùng cái font này, hộp tin nhắn mình nên tải một cái loại font font gì đó nhìn nó cute một xíu được không? Thì mình sẽ search Google là font Google. Google cung cấp cho bọn mình rất nhiều font miễn phí để sử dụng. Mình truy cập vào đây. Đồ của Google thì luôn luôn là đảm bảo rồi, đúng không mọi người? Đó, mình chờ nó load một xíu nhé. Hiện tại nó đang bị lỗi gì đó. Mình sẽ thử lại. Thời gian load của nó mà quá 30 giây nó sẽ bị set timeout đó mọi người. Rồi ok, giờ nó đã hiện lên được rồi nha. Mình đã tìm sẵn một cái font mà mình thích rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần ghi cái font mà mình thích thôi. Còn nếu các bạn muốn font khác các bạn cứ tìm nha. Mình đã tìm sẵn một font, nó là Dancing Script rồi. Đây Dancing Script. Đó, cái kiểu như vậy giống như là kiểu rất hợp cho tin nhắn đó mọi người. Mình ấn vào đây. Sau đó mình nhấn vào View All Style. Mình chọn cái loại 400. Ngoài là 400 ra mình sẽ chọn lên cái loại 700 nữa. Là cái độ dày của nó. 700 mình sẽ dùng để làm tiêu đề. Còn 400 mình sẽ dùng làm nội dung. Sau đó mình ấn vào Import này. Copy nó vào đây. Và dán lên đầu trang. Là mình không cần nó nữa. À, mình sẽ copy luôn dòng này nha. Còn chân C dòng này. Và mình dán vào body. Ok, mình đã xong trang này. Mình cất nó đi. Đó, mọi người thấy không? Đây chính là font hiện tại của nó này. Vậy là phần title mình đã xong. Đến lượt phần description. Description nó nằm trong class tên là desk. Mình cho nó một cái padding bằng 10 pixel và 20 pixel. Ok. Tiếp tục. Đến với cái label đó thì sao? Nó cũng nằm trong content đúng không? Content, label. Bây giờ mình sẽ cho nó một cái width bằng 100%. Text align bằng center. Và một display bằng block. Ok. Bây giờ mình thử này.
mình muốn khi mà nó được đóng á thì nó phải ẩn đi, rồi sau khi mở lên nó mới hiện thì sao? Mình đặt mặc định cho những nội dung này này được display bằng nhanh ẩn đi. Display cứ là ẩn. Ngoài nó ra á thì cái hình cũng phải ẩn, hình nó cũng ở trong mà đúng không? Vậy nó là content email cũng phải ẩn đi. Display bằng nhanh. Vậy khi nào nó được hiện lên? Khi nó được check nè mọi người. Đó, khi nó được check thì nó sẽ hiện lên. Mình copy dòng này nha. Mình chọn C, mình dán vào đây. Email sẽ được hiện lên. Title cũng sẽ được hiện lên. Description cũng sẽ được hiện lên. Và cái label cũng sẽ được hiện lên. Đó, giống nhau thì mình ghi vô đây thôi. Display bằng block. Thử đi. Ấn đi, hiện lên. Đó, hiện lên đúng không? Nhưng mà hiện lên nó rất là xấu đúng không mọi người? Vậy mình sẽ custom nó lại. Mình tạo ra một cái animation với keyframe tên là show content. Bên trong forms, ban đầu mặc định nó opacity bằng 0. Nó bị lề xuống bên dưới tầm 50 pixel. Và khi đạt true là 100% thì opacity về 1 đã được hiện lên rồi. Và vị trí cũng về 0. Mình dán cái nó vào animation. Tên animation là show content. Chạy trong vòng 1 giây. Chạy một lần và giữ lại trạng thái cuối. Mình mặc định cho nó chậm trễ tầm 0.5 giây nha. Để cái hộp tin nhắn nó hiện lên rồi nó mới hiện lên sau á. Đây. Ẩn hiện lên. Đó, nhưng mà mặc định ban đầu nó bị giật nè mọi người, biết tại sao không? Tại vì ban đầu á mình không để opacity bằng 0. Để nó ẩn trước khi được chạy animation. Thử lại nha. Hiện lên. Đó, ok chưa? Tiếp tục mình muốn những cái dòng chữ này, lùng đép này và thời gian này và clone này nó chậm hơn một xíu thì sao? Ví dụ như chữ title này mình muốn chậm hơn một xíu nữa thì mình dán nó xuống đây. Mình cho nó một cái animation delay. Mặc định nó là 0.5 rồi, bây giờ mình muốn lớn hơn một xíu nữa thì mình cho là 0.7 giây. Và important để giành quyền ưu tiên. Tiếp tục là đối với description, mình lại cộng thêm 0.2 giây nữa là 0.9. Và tới cái label sẽ là 1.1. Giờ mình nhìn lại kết quả nhé. Mình sẽ bỏ cái checkbox ban đầu đi, bởi vì ban đầu người ta chưa mở tin nhắn mà. Đó, như thế này. À, mọi người nhìn thấy cái nút này không? Mình sẽ ẩn nó đi luôn nha. Cái input này mình sẽ ẩn nó đi. Còn đây mình chỉ để cho mọi người nhìn thôi, để cho mọi người dễ hình dung đó mọi người. Bây giờ mình sẽ ẩn nó đi, mình sẽ tìm tới nó. Đây, mình cho opacity nó bằng 0 để ẩn đi. Ok. Giờ khi mình hover vào, đó, nó sẽ có một hiệu ứng này nè. Cái tờ giấy như muốn bay ra nhưng mà chưa bay. Cho đến khi nào mình click vào thì mới bay. Giờ click vào nhé. Đó, click vào, lần lượt nó hiện lên. Mình hover vào, nó còn bị zoom ra một xíu này. Đó, hover vào, thả ra, hover vào. Bây giờ mình nhấn vào chữ close thì sao? Nó sẽ đóng lại, ok chưa? Bây giờ mình lại click vào nó. Đó, hiện lên lần lượt. Sau đó mình hover vào nó. Mình ra chụp bình thường nha mọi người. Cho đến khi mình ấn vào chữ close thì nó mới ẩn đi. Đó, vậy là xong. Bài hôm nay của mình đã hết rồi. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một follow nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu gặp chỗ nào khó khăn mọi người cứ để lại comment, mình sẽ giải quyết hết. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bye bye.